Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thủy điện Thác Bà xả lũ gây ngập úng và sạt lở, hàng trăm người phải di rời. Theo truyền hình thông tấn, thủy điện Thác Bà xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân, 30 xưởng gỗ, 47 hectare diện tích nông lâm nghiệp bị ngập úng, 400 con gia cầm bị chết, ngập tràn 5 ao cá. Ngày 5 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục có công điện số 5654/CD-BNND về việc mở tiếp cửa xả mặt thứ 3 hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 14 giờ. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cũng ban hành công văn số 40/BCH-BCTT yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện Thác Bà xả lũ. Tuy nhiên, trong quá trình xả lũ đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sản xuất của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình. Quá trình xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Cụ thể, tại thị trấn Thác Bà có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ bóc, xưởng mộc, xưởng ván ép và máy móc bị nước ngập ảnh hưởng. Xã Yên Bình có 11 nhà và 1 xưởng sản xuất, xã Hán Đà có 1 nhà và xã Vĩnh Kiên có 27 hộ dân, 24 xưởng sản xuất gỗ bị thiệt hại. Cùng với đó, 47 hectare diện tích nông, lâm nghiệp bị ngập úng, 400 con gia cầm bị chết, ngập tràn 5 ao cá, nhiều vị trí dọc theo sông chảy bị sạt lở. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn Thác Bà tổ chức phương án ứng cứu. Theo đó, huyện đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho các gia đình. Đến 18 giờ cùng ngày, người và tài sản đã được di chuyển đến nơi an toàn. Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi tình hình xả lũ, lưu lượng nước để kịp thời báo cáo. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thông tin, lúc 19 giờ ngày 5 tháng 8, mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 57,49m. Công ty đang duy trì xả lũ qua đập tràn công trình Thủy điện Thác Bà với tổng lưu lượng về hạ du là 1.842 m³/giây. Các hồ thủy điện bậc thang trên sông chảy tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn. Lúc 16 giờ 10 phút ngày 5 tháng 8, hồ thủy điện Phúc Long xả xuống hạ du với lưu lượng 1.902 m³/giây. Do vậy, trong 24 giờ tới, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục duy trì tổng lưu lượng xả về hạ du 1.842 m³/giây và có thể tăng thêm. Trường hợp công ty phải xả với lưu lượng tăng thêm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mực hạ lưu sẽ tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đề nghị các cấp chính quyền địa phương chủ động thông tin, cảnh báo đến nhân dân vùng hạ du hai bên bờ sông chảy và các vùng ngập di chuyển đến nơi an toàn. Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở. Ngày 6 tháng 8, dự báo thời tiết cho thấy khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo cụ thể về tình hình thời tiết cho các khu vực này. Theo dự báo, trong ngày và đêm 6 tháng 8, các khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác và tại một số địa phương có thể chứng kiến lượng mưa lớn từ 20-40mm, với những nơi có thể đạt hơn 90mm, đặc biệt là chiều tối và đêm. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong mưa dông, bao gồm lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo rằng, mưa lớn cục bộ có khả năng dẫn đến lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đặc biệt, cần đề phòng tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các khu đô thị do mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo cũng cho thấy tình hình thời tiết không kém phần phức tạp. Vào chiều tối và đêm 6 tháng 8, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm và cục bộ có thể đạt hơn 70mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh cũng rất cao. Trên biển, tình hình thời tiết cũng sẽ rất bất lợi trong ngày và đêm 6 tháng 8. Các khu vực biển phía đông của giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông.
Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, 8 là rất cao. Thêm vào đó, từ đêm 6 đến ngày 7 tháng 8, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cùng với sóng biển cao từ 2 đến 3 mét sẽ gây biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết trên toàn quốc từ đêm 6 đến ngày 7 tháng 8 cho các khu vực cụ thể như sau. Khu vực Bắc Bộ, trong chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày có nắng, với một số vùng có nắng nóng, đặc biệt là vùng Đồng Bằng, Nam Sơn La và Hòa Bình. Trong mưa dông, có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong khi ban ngày có nắng, riêng từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có thể xảy ra nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đặc biệt vào chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Sơn La thiệt hại hơn 501 tỷ đồng do mưa lũ. Ghi nhận từ báo tin tức, trong tháng 7 2024, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn, 3 đến 8 tháng 7, 22 đến 25 tháng 7, 28 đến 31 tháng 7, gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, hoa màu và ngập úng tại nhiều địa phương. Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong tháng 7, mưa lũ đã làm 11 người chết và 6 người bị thương, trên 2.670 nhà bị thiệt hại, 29 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 4.143 hectare diện tích lúa mùa bị ngập, cuốn trôi, hơn 548 hectare hoa màu, rau màu bị ngập, trên 500 con gia súc bị chết, cuốn trôi, hơn 12.290 con gia cầm bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sụt ta luy dương và sa bồi trên 620.400 mét khối, sỏi lề đường 1.327 mét khối, 15 cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng, 130 vị trí sạt lở, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ còn làm gãy đổ, nghiêng 36 cục điện trung thế, 244 cục điện hạ thế, trên 5.560 mét dây hạ thế, 440 công tơ và trên 90 hòm công tơ bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 khoảng hơn 501 tỷ đồng. Ông Cao Viết Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La thông tin. Ngay khi thiên tai vừa xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố với phương châm 4 tại chỗ, phân công thành viên trong Ban Chỉ huy từ huyện đến xã, trực tiếp tới những địa bàn bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, chỉ đạo sơ tán dân, di dời bảo vệ các công trình, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho bà con, đồng thời tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đến nay, công an, quân đội và lực lượng xung kích kịp thời hỗ trợ các hộ vùng ngập úng, sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng, phòng trừ dịch bệnh. Ngành giao thông, vận tải tỉnh, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các trạm đi kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và tổ chức san gạt đất, làm thông tuyến bước 1 trên tất cả tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện để phương tiện có thể lưu thông tạm thời. Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng để cấp điện trở lại cho một số khách hàng bị mất điện. Các huyện, thành phố chỉ đạo vận động nhân dân cho ở nhờ và bố trí nhà văn hóa làm chỗ ở tạm cho nhân dân bị mất nhà. Đồng thời, rà soát, xin chủ trương của tỉnh triển khai các điểm sắp xếp dân cư, tập trung bố trí cho những hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, sập đổ và nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!